Chúng ta đã nói tới pen, tới path, tới sharp layer. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một cái đối tượng rất là đặc biệt ở trong Photoshop, đó là cái đối tượng được gọi là smart object. Thế thì smart object nó là cái gì? Và nó vận hành ra làm sao? Nó có cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào so với những cái dạng đối tượng mà chúng ta đã biết, như là điểm ảnh này hay là sharp layer mà chúng ta vừa mới nói. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Tôi sẽ lấy cái hình của cái con vịt này, tôi dán sang đây. Ok, vậy đây là gì ạ? Đây là một layer với điểm ảnh, đúng không? Bây giờ tôi nhân bản nó lên, Ctrl G nhân bản lên, thì hai layer này hiện tại đang giống nhau. Bây giờ tôi sẽ convert, tôi sẽ chuyển nó sang cái dạng đặc biệt mà tôi vừa mới đề cập, đó là smart object. Chúng ta sẽ thao tác bằng cách là chuột phải vào đây và chúng ta chọn lệnh convert to smart object. Lúc này khi mà chúng ta nhấn lệnh, nó sẽ biến đổi thành một cái dạng đối tượng đặc biệt được gọi là đối tượng thông minh đấy. Và các bạn để ý, nó có một cái biểu tượng nhỏ nhỏ ở đây phân biệt với lại cái layer ảnh thông thường là không có. Bây giờ chúng ta nhắc ra thì các bạn sẽ nhận thấy là hai thằng này là hoàn toàn giống nhau, đúng không? Hình hài, diện tích, màu sắc, tất cả mọi thứ hiện tại đang là giống nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nó như thế này nhé. Đây, tôi kéo ra đây để hai thằng song song với nhau. Chúng ta sẽ thử nghiệm như sau. Cái thao tác mà chúng ta vẫn hay làm ở trong một cái thiết kế đó là gì? Sau khi mà tách ra được một đối tượng rồi, hoặc là vẽ ra được một đối tượng rồi, thì chúng ta sẽ tìm cách là sắp xếp nó vào đâu, với độ to nhỏ như thế nào. Và như vừa nãy tôi đã nói là rất là khó để mà kéo một lần, sắp một lần là xong ngay. Bao giờ chúng ta cũng thử nghiệm đi lại vài lần, chúng ta mới tìm được một vị trí tối ưu và kích thước tối ưu cho một layer hay là một cái đối tượng ở trong bản thiết kế của mình. Và trong cái quá trình như thế thì cái việc mà co duỗi, thu nhỏ, phóng to vân vân thì nó sẽ là một cái quá trình mà làm đi làm lại rất là nhiều. Vừa nãy chúng ta đã làm thử một cái ví dụ là chúng ta co duỗi một cái đối tượng sharp layer với lại một đối tượng layer điểm ảnh thông thường. Bây giờ chúng ta lại lặp lại cái đó với lại cái đối tượng smart object để chúng ta cùng nhau xem nhé. Đây, bây giờ chúng ta chọn cả hai cái, cả layer thông thường và layer dạng smart object, Ctrl T. Bây giờ chúng ta thu nó thật nhỏ vào nhá. Như thế này đủ nhỏ chưa? Ok, enter. Bây giờ trong hai thằng cũng vẫn giống nhau, đó, trông nó cũng không nhận ra là cái gì nữa rồi, tại vì nó bé quá. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thao tác ngược lại, là tôi lại kéo to nó ra, Ctrl T, giữ Shift giữ A, bắt đầu kéo nó ra. Và kể cả trong trường hợp tôi kéo to hơn thông thường đi. Đây, kết quả các bạn nhìn thấy cái gì ạ? Cái đối tượng dạng smart object vẫn sắc nét vô cùng, không hề suy giảm chất lượng, trong khi cái đối tượng mà điểm ảnh thì nó rất là tệ. Lý do thì các bạn biết là sao? Đối tượng dạng layer 1 này là điểm ảnh. Thế thì khi mà chúng ta co một cái đối tượng lại thì cái số lượng pixel nó sẽ bị ít đi, đúng không? Nó loại bỏ bớt đi những cái pixel và nó giữ lại một số pixel chính nhất định nhà nó thôi. Số lượng pixel mất đi thì cũng đồng nghĩa với lại một loạt những cái giá trị màu nằm ở trong các pixel đó cũng bị mất đi theo. Thế khi mà tôi ở cái vị trí rất là nhỏ rồi, bây giờ tôi lại kéo căng nó lại ra. Về mặt vật lý thì cái độ to nó có thể khôi phục lại được, do nó có thể nội suy, nó bổ sung thêm các pixel để nó bù lại những cái pixel đã bị mất đi, nó phát sinh ra thêm pixel. Số lượng pixel thì không thành vấn đề, muốn phát sinh bao nhiêu nó cũng có thể phát sinh được. Nhưng mà có một cái nó không giải quyết được, đó là gì? Số lượng pixel đó mới phát sinh thì nó lấy màu ở đâu ra để nó tô vào? Đấy, thì khi mà nó phát sinh thêm thì nó sẽ buộc nhân bản
nó sẽ buộc lòng là nó phải nhân bản cái số màu hiện còn để nó tô thêm vào những cái pixel mới phát sinh. Và do đó thì chúng ta sẽ thấy rằng chất lượng cực kỳ tệ hại nếu như chúng ta quan sát cái đối tượng ở phía bên trái này là cái layer. Thế còn cái thằng này vì sao mà nó lại không bị suy giảm chất lượng? Vì nó không phải là điểm ảnh, nó là smart object và là một cái dạng đối tượng chúng ta nói nôm na gọi là được đóng băng. Tất cả các thông số, tất cả những cái thông tin về cái đối tượng này được lưu giữ ở trong cái dạng smart object này. Các bạn đã bao giờ sử dụng một cái máy tính mà được đóng băng bằng cái chương trình đóng băng chưa? Thì các bạn sẽ hình dung rằng là một cái máy tính mà được đóng băng như thế, nó sẽ ghi nhớ trạng thái là có bao nhiêu chương trình được cài rồi, đúng không? Và hoạt động như thế nào. Sau đó thì tôi có thể là tải vô tư, tôi làm vô tư vào mạng vô tư, tôi kể cả là tôi không thèm nghe đến cảnh báo về virus gì đó, cứ cài thêm chương trình, cứ rước virus về đi, sau đó tôi tắt máy, thì hôm sau nó sẽ dựa trên những cái thông tin ghi nhớ vốn có, nó sẽ khôi phục lại cái trạng thái nguyên gốc. Còn những cái gì mới thêm vào, những cái gì tải thêm vào, nó sẽ tự động nó loại bỏ đi. Vì sao nó làm được như thế? Vì nó có cái thông tin ghi chú, cho nên là dựa trên cái thông tin đó nó có thể khắc phục lại được tất cả những cái tình trạng về nguyên bản. Thế thì cái thằng này nó cũng ở một cái dạng tương tự như thế, có nghĩa là chúng ta sẽ có cái thông tin, có thông tin được đóng gói ở trong cái dạng đối tượng này, và kể cả khi thu nhỏ lại thì nó chỉ thu nhỏ lại về mặt vật lý là kích thước nhỏ thôi, nhưng các thông tin là vốn dĩ gốc nó có bao nhiêu pixel và nó có bao nhiêu màu trong đó nó vẫn được lưu giữ. Do đó đến lúc mà chúng ta căng ra thì nó sẽ đối chiếu với lại cái thông tin màu gốc đó, nó sẽ khôi phục lại được. Đấy là lý do mà Smart Object nó có thể là một cái phương án tuyệt vời nhất để cho chúng ta dùng trong trường hợp mà khi chúng ta chưa xác nhận được là cái đối tượng này chúng ta nó nằm ở đâu, nó to nó nhỏ, vẫn còn phải co kéo rất là nhiều, thì chúng ta sẽ sử dụng ở cái định dạng Smart Object này giúp cho chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề là tìm được vị trí và kích thước tối ưu cho đối tượng. Sau đó thì chúng ta có thể là vẫn duy trì được cái kích thước, cái thông tin về màu nó rất là sắc nét, nó rất là đầy đủ. Thế nhưng ngược lại thì nó lại có một cái điểm là nó không được thuận lắm trong cái thao tác của chúng ta. Ví dụ tôi có thể vẽ vào một layer này, tôi vẽ được, tôi tô được, tôi có thể tẩy, tôi có thể làm bất cứ cái gì tôi muốn ở trên cái layer này. Nhưng đối với cái đối tượng Smart Object này, tôi đưa bút vào đây, tôi đưa tẩy vào đây, tất cả mọi thứ đều ở trạng thái là cấm, không can thiệp. Vì sao? Vì nó đã đóng băng, nó đã bảo vệ cái đối tượng này rồi. Đấy, các bạn cứ hình dung giống như thế này nhé. Ở chúng ta có hai bức tranh, một bức tranh là treo lên khung thôi, nhưng mà không có kính đằng trước, thì các bạn có thể là thò bút vào các bạn vẽ thêm, các bạn chỉnh sửa nó được. Thế còn một dạng là treo ở trong khung kính, nhìn thì nhìn thấy đấy, nhưng mà các bạn sẽ không thể nào mà lấy bút các bạn tô vẽ vào trong cái bức tranh đó được. Tuy nhiên cái đấy thì nó cũng vẫn không phải là cái ngăn cản chúng ta sử dụng Smart Object, tại vì Smart Object vẫn cho phép chúng ta giải quyết. Đơn giản là gì? Ông không vẽ qua kính được đúng không? Vậy thì tôi lôi cái tranh ra khỏi khung kính, tôi vẽ, rồi sau đó tôi lại cất lại. Đây, thao tác của chúng nó sẽ là thế nào? Chúng ta sẽ chuột phải vào đây và chúng ta chọn một cái lệnh là lệnh Edit Content. Lúc này thì nó sẽ làm một cái thao tác là tạo ra một cái file mới, mà cái file mới đó chính là cái nội dung mà đang được bảo vệ ở trong Smart Object, nhưng nó mở ra thành một cái cửa sổ bên ngoài cho phép chúng ta can thiệp, cho phép chúng ta tô vẽ vào trong đó. Sau khi tô vẽ xong thì tôi có quyền là gì đấy, đóng nó lại, và chương trình nó sẽ hỏi là có cập nhật những cái thay đổi đó không. Nếu cập nhật thì lập tức nó sẽ đưa tất cả những cái thay đổi đó vào trong cái khung và lại bảo vệ lại như bình thường. Đây các bạn quan sát Edit Content này. Ok, đây, thằng này vẫn nằm đây nhá, nhưng nó lại mở ra một cái cửa sổ chỉ chứa riêng cái con vịt này thôi. Bây giờ ví dụ tôi làm cái thao tác là đổi màu cho cái mỏ này chẳng hạn. Ok.
nó phải Hàn Quốc một tí đi, không phải son đỏ nữa mà tím tím tái tái thế này đi. Ok, bây giờ chúng ta tô vào đây. Ví dụ thế. Ok, đến đây chúng ta có con vịt đã được đánh son này của Hàn Quốc rồi, đúng không? Bây giờ tôi đóng lại nhá, nó sẽ hỏi tôi là có lưu những cái thứ thay đổi này không. Nếu mà no thì nó lại không có gì khác cả, nhưng yes này, quan sát lập tức cái đối tượng Smart Object này cập nhật những cái thứ đó đó, và như thế là bây giờ nó đã chấp nhận những thay đổi rồi. Bây giờ chúng ta đưa bút biếc vào đây có được không? Cũng vẫn không được, tức là nó khi nào mà nó đang ở trong khung kính thì thôi là chúng ta không can thiệp được, nhưng mà tôi đã lôi nó ra khỏi khung thì sửa cái gì thoải mái. Thế nhưng mà cái cách như thế này nó đảm bảo an toàn, vì sao? Nếu là một layer thông thường ấy, rất có thể tôi chọn nhầm layer, tôi có thể tô nhầm, tôi có thể xóa nhầm, tôi có thể làm một cái thao tác nào đó ngoài ý muốn. Nhưng đối với Smart Object này thì không hề bao giờ như thế, mọi thay đổi mọi chỉnh sửa đều nằm trong cái sự kiểm soát, tại vì bao giờ nó cũng cảnh báo, bao giờ nó cũng không cho phép chỉnh sửa trực tiếp, mà chúng ta đã chỉnh có nghĩa là chúng ta đã phải xác định được chuẩn rồi thì chúng ta mới lôi nó ra khỏi cùng được đấy. Thì cái thằng Smart Object nó rất là đặc biệt ở cái đoạn như thế, và thích nữa thì có thể là chúng ta có thể là xuất được cái tài liệu của chúng ta ra thành một cái một phần ở trong cái tài liệu này ra thành một cái file riêng. Ví dụ nếu như cái này mà chúng ta muốn đưa nó ra thành một cái file riêng để chúng ta làm một cái gì đó, với một cái ảnh thông thường với nhiều layer thì thường là chúng ta sẽ phải làm cái thao tác là gì đấy ạ, duplicate này đó. Sau khi duplicate rồi thì tôi muốn giữ cái gì thì tôi bắt đầu tôi bỏ cái này, bỏ cái này, bỏ hết đi thì còn lại cái đối tượng, thì tôi mới lấy riêng được cái đối tượng này ra, tức là cũng tương đối là lằng nhằng. Thế nhưng mà đối với cái thao tác này ở trong cái Smart Object thì tôi rất dễ, tôi chỉ cần chọn chuột phải vào đây và tôi chọn gì đấy ạ, export export content đấy, thì lập tức là nó cho phép tôi là xuất ra thành một cái tài liệu bên ngoài. Nhưng lúc này thì các bạn sẽ thấy là nó đưa ra một cái dạng tương đối đặc biệt, đó là gì đấy ạ, PSB đấy, chứ không phải là PSD nữa nhé. Ví dụ đây tôi đặt tên ví dụ như là vịt nhé. Thế thì bây giờ tôi có cái gì? Đây, open, tôi có thể mở ra tôi lấy. Đây, nó là cái đôi PSB này. Mở ra, nó thành riêng một cái tài liệu, nó xuất nhanh ra. Chỉ riêng một layer thôi, tức là chúng ta có thể xuất nhanh một bất cứ một cái layer nào ra khỏi cái tài liệu nhiều layer đó. Nếu như nó là dạng Smart Object rồi, xuất một cái ra ngay. Đấy. Và bây giờ tôi có thể là thay thế, ví dụ thay thế chẳng hạn. Bây giờ trong cái này các bạn nhìn là con vịt là mỏ, mỏ này là mỏ tím rồi đúng không? Tôi không thích cái con vịt mỏ tím này. Ví dụ tôi thích là một cái con mỏ xanh cây này cây, ví dụ thế. Con này bây giờ tôi lấy con này đó, bây giờ tôi thích thay thế cái con này, có thay được không? Thay được rất nhanh, chuột phải này, replace content, thay thế một cái nội dung khác. Cái này thì giống như là bây giờ tôi không thích cái tranh này, tôi rút tranh này ra tôi nhét tranh khác vào đó, thay thế bằng cái gì, ví dụ lập tức nó lại chui vào thay thế luôn. Đấy, ví dụ như thế. Nó có được bảo vệ không? Có, vẫn được bảo vệ như thường. Đây các bạn nhìn thấy là tôi đưa vào đây vẫn vẫn không tô vẽ được,
Tức là cái khung bảo vệ thì vẫn luôn luôn tồn tại, nhưng nếu mà chúng ta thích thay thế cái nội dung bên trong là chúng ta có thể rút ra, rút vô để chúng ta thay thế cái nội dung khác. Và thực ra thì ở đây nó còn có thêm một vài cái này. Chúng ta sẽ thấy là có cái relink to file này, relink to library graphic vân vân, thì những cái này thì nó liên quan tới một cái khái niệm nữa là như thế này. Chúng ta có hai cách để tạo ra những cái dạng đối tượng, dạng smart object. Một là các bạn convert nó từ smart từ vector các bạn convert nó từ layer dạng bitmap điểm ảnh sang thành smart object. Nhưng ngược lại các bạn cũng có thể là gì đấy ạ, nhập một cái vào đây, các bạn sẽ xem nhé, cách nhập nhé, một cái file đang có như thế này rồi nhá, tôi có thể nhập nội dung khác từ bên ngoài vào file này đó. Tôi sử dụng cái lệnh place, tức là nhúng vào, đưa vào. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn là place embed và place link. Place embed và place link thì nó sẽ khác nhau một chút ở chỗ như thế này. Bây giờ các bạn chờ tôi một chút, tôi tạo ra hai cái để chúng ta kiểm chứng nhé. Đây, tốt nhất là tôi làm từ cái thằng này đi. File này. File save as. Bây giờ tôi đặt tên là vịt 1 nhá. Và tiếp tục, cái này tôi sẽ save as tiếp thành ra vịt 2. Ok, vậy là tôi có hai cái file giống hệt nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái thao tác ở đây. Khi tôi chọn file, tôi sẽ thử nghiệm bằng hai cách nhá. Một là place link này. Tôi chọn cái vịt 1. Ok, xong. Đây là một thứ. Bây giờ tôi lại thử nghiệm tiếp. Place embed vịt 2. Hai cái thì các bạn đều nhìn nhận thấy là nó có những cái điểm khác nhau. Một cái là có cái biểu tượng nó giống như là smart object rồi, đúng không? Một cái thì nó có biểu tượng là cái xích. Khác nhau ở cái chỗ nào? Thì bây giờ các bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái này ra. Đó, đây là cái vịt 2. Tôi vẽ mấy nháp vào đây. Ok. Và tôi lưu. Save. Bây giờ tôi mở tiếp cái vịt 1 ra đây. Tôi cũng vẽ vài cái vào đây và tôi cũng lưu. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái bài này, các bạn thấy gì ạ? Chỉ một cái có cái vạch xanh thôi. Vì sao? Cái này là cái nào? Cái này là cái có cái xích, là cái link. Còn cái này thì không, cái này là được nhúng hoàn toàn, nhét hoàn toàn vào trong cái file mà hình biển này của chúng ta rồi, và nó là một thành phần nằm ở trong đó. Thế còn cái thằng này có xuất hiện nhưng mà nó chẳng qua là gì đấy, tôi đọc thông tin từ cái file ở phía ngoài và tôi cho nó hiển thị ở phía trong này thôi. Đấy. Và do đó thì cái ngoài mà bị thay đổi thì lập tức nó sẽ cập nhật những cái sự thay đổi đó vào đây. Nó giống như là chúng ta lấy chúng ta nhìn một cái là người thật đứng trong đấy với lại một cái là gì đây, tôi nhìn thấy bóng trong gương. Cho nên là cái thằng ở ngoài nó thay áo khác và lập tức cái thằng trong gương nó đổi áo ngay. Còn tôi đứng thật ở đấy thì tôi không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy. Thì cái embed này với lại cái link nó khác nhau ở cái chỗ đó, là một cái là chịu ảnh hưởng của file gốc, một cái là không chịu ảnh hưởng gì hết. File gốc muốn thay đổi thì đấy là việc của file gốc, còn tôi là vẫn thế, giữ nguyên trạng thái. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có thêm cái trạng thái như thế, và chúng ta có thể là tạo ra bằng hai cách, đó là convert một layer điểm ảnh sang thành smart object, hoặc là tôi place một cái file bên ngoài vào để cho nó trở thành một smart object. Và thực ra thì tất cả mọi thứ nó đều linh động. Tôi có thể gì đây ạ, chuột phải vào đây, tôi chọn gì đây ạ, rasterize layer, để biến một cái smart object trở thành điểm ảnh. Đây, các bạn không thấy biểu tượng nữa. Nhưng ngược lại, từ điểm ảnh này tôi lại có thể là gì đây? Convert to Smart Object để biến nó lại thành cái này.
Thực ra thì chúng ta có thể đổi qua đổi lại được rất nhiều. Ví dụ thích thì tôi có thể là chúng ta có thể là biến đổi kể cả những cái này thành sharp hay là gì đó. Điểm ảnh cũng có thể là biến đổi thành path thành ấy. Đó, vùng chọn điểm ảnh nó rất là có nhiều cái giao thoa với nhau, có thể chuyển đổi qua lại đấy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đã làm quen thêm được một cái thứ rất là thú vị, đó là cái thằng Smart Object này. Và Smart Object thì không điều chỉnh được ngay, nhưng mà ví dụ chúng ta vẫn có thể làm sao đây, vào layer, vào lại chơi với là ông layer style đó, ví dụ color overlay tôi có thể tô cho nó thành một màu khác vào đây được đó. Ví dụ các bạn nhìn, tôi vẫn có thể nhuộm màu được, mặc dù về mặt nguyên tắc là nó không cho phép can thiệp vào, nhưng mà thực ra những cái dính kèm này thì bật lên thì thấy, tắt đi thì nó lại nguyên vẹn đấy. Các bạn có thể áp dụng layer style vào cho nó. Và nếu mà sâu xa hơn một tí nữa thì về sau này khi chúng ta làm quen với lại cái dạng cái nội dung là filter đấy, áp dụng các bộ lọc thì chúng ta lại có thể tạo ra được những cái bộ lọc áp dụng cho Smart Object, nó không can thiệp vào trong cái đối tượng. Đây bây giờ chúng ta xem thử thêm một cái nữa nha. Một đối tượng là này, bây giờ bỏ hết cái thằng này đi, layer style bỏ hết đi. Đấy, đây bây giờ chúng ta xem. Ví dụ tôi điều chỉnh chẳng hạn như là tôi làm một cái motion blue chẳng hạn, tôi tạo ra một cái bộ lọc, tôi sử dụng bộ lọc tôi làm vào một cái lớp mà layer điểm ảnh thông thường, với lại tôi chọn gì đây ạ, tôi làm bộ lọc đó trên cái này giống nhau các bạn, rất giống nhau. Nhưng thằng này làm xong rồi muốn khôi phục hay muốn sửa không làm được đấy, hoặc là rất khó. Nhưng trong khi thằng này thì tôi có thể làm được, vì sao? Tôi có thể là gọi lại cái bộ lọc này ra, tôi căn, tôi chỉnh, tôi gia giảm hoặc là làm thêm nữa hoặc là gì giảm bớt đi thì nó thuận tiện hơn rất là nhiều, nó cho phép chúng ta chỉnh sửa. Chứ còn đối tượng mà đã áp dụng bộ lọc ở trên cái dạng điểm ảnh là thôi khóc luôn, không làm gì được nữa, hoặc là nếu muốn làm thì phải chấp nhận là làm trên cái đã bị biến đổi rồi. Đấy thì cái Smart Object nó rất là hay ở cái điểm đó, nó giúp chúng ta linh hoạt trong cái việc là chỉnh sửa thử nghiệm. Không thích cái gì thì các bạn chỉ việc làm sao đây, vứt cái này đi thôi, nó lại quay trở lại. Nhưng thằng này thì không không thể, trừ phi là làm sao đây ạ, chúng ta phải undo undo undo, mà undo như thế thì mất rất nhiều các thao tác mà chúng ta đã từng làm. Đấy thì cái Smart Object nó rất là tuyệt vời ở cái điểm đó. Ok, thế hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại đây. Như vậy là hôm nay chúng ta làm quen được thêm mấy thứ, làm quen với pen, làm quen với path, làm quen với sharp layer, và biết thêm một thứ cực kỳ đặc biệt nữa là cái đối tượng dạng Smart Object ở trong Photoshop.